ngày 29, lạy Thánh Thần tình yêu, xin hãy đến. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Xin hãy đến lạy Thiên Chúa tình yêu. Bởi vì tình yêu là điều con cần thiết nhất. Bởi vì tình yêu con như thân cây thiếu nước, thiếu rễ. Bởi vì tình yêu là sự sống, là sức mạnh và hơi ấm. Bởi vì thiếu tình yêu, tâm hồn sẽ chết vì lạnh lẽo. Xin hãy đến, lạy Thánh Thần tình yêu. Bởi vì tình yêu của thế gian không bao giờ hoàn hảo. Bởi vì tình yêu Ngài là điều con cần nhất. Bởi vì tình yêu Ngài là thực tế, chân thật và ngay chính. Lạy Thánh Thần tình yêu, xin hãy đến. Bởi vì toàn bộ thân con được tạo ra cho tình yêu. Bởi vì tình yêu mang lại ý nghĩa cho mọi thứ khác. Bởi vì tình yêu, không gì có thể làm cho con hạnh phúc. Lạy tình yêu vĩnh cửu, xin hãy đến. Bởi vì tất cả những thứ tình yêu khác đều không hoàn hảo. Xin để cho con khao khát tình yêu Ngài. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Amen.